bạn, nay mình giới thiệu với bạn món ăn độc lạ là cá lóc nướng lá lốt. Mình mới tậu cho hai con cá này từ ngoài chợ về đây, còn chắc còn sống hay gì á. Giờ mình đập đầu thôi, biết còn sống không biết nữa. Đập cho mạnh nha, đập nhẹ không chết đâu. Một cái nữa, một con nữa, ai nói ác chịu chứ giờ lỡ rồi sao vậy. Mình sau khi mình đánh dãy cắt đầu xong rồi, bây giờ bắt đầu mình sẽ cạo cho sạch nhớt. Mà mình muốn cạo cho sạch cái nhớt này á, là phải nhà tí giấm, có giấm mình cạo mới sạch nổi, chứ còn không có giấm thì cạo sạch nổi đâu. Rồi mình sẽ thái ra, không để nguyên con nướng đâu. Lấy xin ít giấm thôi. Còn hai cái đầu này là mình, hai cái đầu này đó mình để chút mình lấy để dành mình nấu cái chua ăn, còn ruột này thì chút nữa mình cắt ra rồi mình nướng luôn. Mình làm cá xong á thì mình bắt đầu nêm gia vị. Bột ngọt thì với số lượng này mình nên 2 muỗng bột ngọt. Đường thì để 1 muỗng thôi, không cần nhiều đâu. Cho vô một ít tiêu nữa. Nước mắm thì mình đẩy thêm 1 muỗng. Thôi 2 muỗng đi, chất lượng cũng hơi nhiều. Dạ. Cho một ít vô ăn nữa. Rồi mày về Phú Quốc hả? Sở tế phải có, sở tế nha, sở tế mới thơm, bắt buộc phải có đó.
tỏi thì mình nên để và làm thêm đâm dài và tép ha, bầm và tép vô khoảng 4 tới 5 tép đi. Còn cái này là gốc hành, một sơ một ít thôi, không cần nhiều đâu. Mình để thêm tí nước mắm nữa đi, để sợ hơi nó bị lạc ha. Còn lá lốt với lá lốt với hành thì mình trụng sơ nha. Lá lốt với hành thì mình nên trụng sơ trước khi để thôi mình nướng lên nó bị khét, nên trụng sơ đi. Bây giờ bắt đầu mình trộn lên ha. Mình trộn xong rồi mình để tầm chừng khoảng 10 phút cho nó thấm vào cá, rồi bắt đầu mình mới cuốn rồi mình đi nướng. Quên nói là mình cuốn thì mình nên úp cái lá xuống ha, mình úp cái lá xuống đó, mình để cái cá xin ra ngoài chút, cuốn hai đầu lại. Mình thiếu rượu mình sao cuốn tay quá. Quá đơn giản mà đúng không? Sau khi mình gói xong, mình cuốn xong thì bắt đầu mình để lên mình nướng ha. Rồi mình để mình nướng nha. Người ta thì bò cuốn lá lốt, mình thì cá nướng lá lốt luôn. Chưa biết ăn ra sao. Ăn rất ngon, nói chưa biết ăn ra sao. Mới để lên mà thấy có mùi vậy đó. Bây giờ mình sẽ làm nước chấm, còn cái phần nướng mình để cho bà chủ nướng. Chút nữa mình quay lại. Đường thì mình để ít thôi, tại nãy mình có để đường rồi, để một tí thôi nha. Còn bột ngọt, bột ngọt thì mình để tầm chừng 2 muỗng đi thôi, 1 muỗng thôi cũng được, 1 muỗng để 2 muỗng gạo. Còn mắm gút, không biết thì mình lấy 4-5 muỗng gì cũng được. Rồi,
muỗng đi. Cắt miếng chanh. Ngon lắm, thơm lắm, có liều hơi cay, mà nãy để ớt hơi bị nhiều quá, cay quá, nhưng ngon á, cho miếng nữa, quá ngon, quá ngon. Làm từ lúc mà làm từ lúc mà đâu 9 giờ sáng á, 9 giờ sáng mà làm cho tới giờ cũng làm khoảng 7 giờ mấy tối vậy đó. Chứ không phải là làm từ sáng cho tới giờ đâu nha. Tại vì mình đi công chuyện nên mình bằng cá xong rồi mình để đó để lại trong túi lạnh. Tới khoảng ngày chiều mình mới làm, bắt đầu mình mới lấy ra mình làm tiếp. Hôm nào có về thì mấy bạn cứ thử đi. Làm thử đi. Ngon lắm. Ngon hơn, có thể là ngon hơn bò lá lốt luôn á. Bò nướng lá lốt luôn á. Video của mình tới đây là kết thúc. Các bạn nhớ like và subscribe để theo dõi các video sắp tới của mình nha. Nhớ nhấn like và subscribe kênh Miền Tây Quê Tôi. Các bạn cứ làm thử món cá lóc nướng lá lốt này đi. Ngon lắm. Có thể ngon hơn bò nướng lá lốt luôn á. Dạ, cái này khác rồi.